Đời người như phim. Hồng Trung, tới. Người giết hai tên hung thủ này là cô, Trần Tam Nguyên. Sao cô biết được? Hai người bọn họ năm đó đều có công bán đứng chồng cô. Bây giờ cô hạ độc giết chết họ là vì muốn trả thù cho chồng cô. Cô im đi. Chồng cô... của tôi chưa chết. Cô hãy nhìn sự thật đi. Chồng cô chết lâu rồi. Không đâu, không đâu. Tôi kiếm chồng tôi bấy lâu, anh ta không bỏ tôi lại như vậy đâu. Cô chạy không thoát đâu. Dừng lại đi. Trần Tam Nguyên tôi không dễ gì bị người ta bắt vậy đâu. Người thắng cuối cùng vẫn là tôi. Cậu muốn sao đây? Dừng lại, bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên. Anh à, em đến với anh. Chuyện nhiều. Chắc quá tốt. Tăng ca. Cảm ơn quá. Kết thúc bộ phim này đó hả? Quá là tuyệt vời. Chắc chắn khán giả sẽ không nghĩ rằng hung thủ là Tam Nguyên, càng không nghĩ rằng kết thúc cổ chết thảm như vậy. Lần này quay thành công như vậy cũng đã theo kịp sân trường 3-1 của Tàu Tổng rồi. Lúc khai trương thì cùng nhau lên sóng. Nếu là như vậy thì tôi yên tâm quá rồi. Lần này tôi thấy tôi diễn quá nhập tâm luôn đó. Phải đó, lúc nghe tiếng kêu cắt xíu chứ tôi còn quên phải thở nữa đó. Tôi cảm thấy lần tạo hình này nhìn tôi rất lãng tử, đẹp trai vô cùng. Tôi cũng không nỡ nghỉ việc đâu. Lần này làm công á, tôi còn có thể đóng luôn diễn viên quần chúng nữa. Tôi cộng tiền lương lại còn nhiều hơn lúc làm ở quán bar mấy trăm đô lận. Phải rồi, phải rồi. Anh Triều à, hôm nay không khí vui như vậy không biết anh có biểu hiện gì hay không. Nhìn cũng biết cậu vui cỡ nào rồi. Vậy cùng nhau ăn tiệc liên quan đi ha. Tôi mời. Cô Thượng Thiện à, cô không đi sao? Tôi không đi đâu. Mọi người chơi vui chút nha. Sao cô lại bỏ đi vậy? Ý, thế đi, chưa đi hả? Tại vì mỗi lần đóng phim xong á, tôi đều chụp chung với kịch bản. Lần này kết cục hay như vậy, dĩ nhiên phải chụp chung với nó một tấm rồi. Để tôi giúp cho. À, được, 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 cảm ơn cậu nha. Thay sáo gì chứ. Nè, chuẩn bị nha. Được rồi, đúng rồi. Ông nhìn nè. Chuyện gì vậy? Sao ai cũng vui quá vậy? Không, Thành An lúc đóng phim đi khắp nơi xin chụp chung với diễn viên, đăng lên mạng khoe đó mà. Má xem đi má. Sao con kỳ vậy? Chụp mấy tấm như vậy hả? Xóa đi. Sao vậy má, nhìn con không đẹp trai hả? Con còn chụp kết thúc của kịch bản nữa. Ai ai cũng biết kết thúc rồi, ai mua vé xem phim nữa. Phải rồi, nhưng mà yên tâm đi, mạng của con không ai xem sẽ không bị lộ đâu mà. Nè chị hai. Ừ? Kết thúc phim Sân Trường 3-1 của chị bị lan truyền trên mạng rồi kìa. Chưa lên sóng mà đã có kết thúc. Tuyên truyền chưa chị? Mạng xã hội của con nhiều người xem tới vậy sao? Không phải của con, mà là của Terry. Hên không phải là của con. Hai đứa ngu, chụp gì không chụp lại đi chụp kịch bản. Không còn gì để chụp sao, còn đăng lên mạng nữa, khùng. Con xin lỗi má, con biết sai rồi mà. Ông ngoại ông giúp con đi, con biết sai rồi. Thượng Thiên à, con giận cỡ nào cũng được, cũng không được đem chân tướng ra nói như vậy. Con nói nó ngu như vậy, lòng tự trọng của cháu nó sẽ rất bị sốc đó. Chết rồi, con biết Tào Tổng có biết chuyện này chưa? Cô Hùng, Thượng Thiên có ở đây không? Ông chủ chúng tôi muốn gặp cổ. Là tôi. Cho hỏi ông chủ hai người là ai vậy? Là ông Tào Đạt Hoa. Tào Tổng. Tào Đạt Hoa tôi từ trước tới nay chưa bao giờ phạm sai lầm lớn như lần này. Tào Tổng à, thật lòng xin lỗi. Thật lòng xin lỗi Tào Tổng. Thật ra người sai lầm lớn nhất là tôi. Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp, không nên vì một chút hào quang mà lại không chịu động não. Vai diễn của cậu ta quan trọng không? Quan trọng. Cậu ấy đóng vai người chết. Bây giờ kết cục bị lưu truyền ra ngoài, chắc chắn là khán giả sẽ không xem bộ phim này của tôi. Vậy tổn thất lần này của tôi nghiêm trọng không? Cậu là thái tử của Tiếp Long, có phải nhà cậu bồi thường cho tôi không? Không được, ba tôi không bao giờ chịu cho tôi đóng phim. Nếu để ba tôi biết phải bồi thường, ba nhất định giết tôi chết đó. Vậy cậu bồi thường đi. Tôi tính sao đây má? Tôi nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể thử cách mở cuộc họp báo lớn kêu gọi dân mạng xóa hình đi. Vậy là không có gì rồi, đúng không? Vô dụng thôi, dân mạng đã lưu lại hết rồi. Tôi không cần biết. Tóm lại chuyện này nhất định phải có người chịu. Má à, tính sao đây? Con không có tiền đền, con không muốn phải bán thân đâu. Còn bán cũng không ai mua. Tào Tổng à, chuyện này là do con trai của tôi gây ra.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô đừng có nói cho Xuân nha. Cô biết phải bồi thường bao nhiêu tiền không? Biết. À, hay là vậy đi. Nè, bộ phim chưa lên sóng, hay là chúng ta sửa lại kết cuộc, viết lại bản mới nhất, như vậy có được không? Đúng rồi, như vậy là không tính là bị lộ rồi. Anh Triều à, anh quả là hình tượng của tôi đó. Đổi kịch bản chưa chắc là một lựa chọn. Mặc dù khán giả biết hung thủ là ai, nhưng có thể đổi kết cục của hung thủ. Vậy tôi cho cô thời gian một ngày, cô giúp tôi viết lại kết cục bộ phim. Không thành vấn đề, cứ để tôi. Nhưng trước đó, lúc tôi nghe cô kể chuyện, lúc Tam Nguyên biết chồng của mình chết, rõ ràng rất đau lòng, sau đó không biết như thế nào vượt qua được. Tôi cảm thấy rất lãng phí. Vậy ông muốn sao? Tôi muốn lần này cô phải viết đặc sắc hơn nữa. Cảm giác đau khi chồng chết phải khoét sâu vào nữa, và còn đau khổ hơn cả chồng chết. Được rồi, tôi biết phải làm sao rồi. Alo ba, chuyện gì vậy? Thượng Thiện à, con sao rồi? Vẫn còn đang viết hả? Con ăn cơm chưa vậy? Đừng có lúc nào cũng ăn mì ly nha, có hại sức khỏe lắm đó. Con đang viết bản thảo, con không ăn mì ly đâu ba. Vậy thì được rồi. Phải rồi, ba có để đồ ở trong tủ lạnh của con đó, con ăn hết chưa vậy hả? Nếu chưa ăn thì đem bỏ đi, để mấy ngày nó cũng thiêu hết rồi. Vậy để con coi, nếu chưa ăn con sẽ đem bỏ hết ha. Con ăn cơm chưa? Nếu con đói bụng thì hay để ba qua bên đó nấu cho con ăn nha. Không cần rắc rối vậy đâu, nếu con đói bụng con ra ngoài mua là được rồi. Khuya rồi, ba ngủ sớm đi nha. Bye bye, bye bye. Chà. Cảm giác đau khi chồng chết phải khoét sâu vào nữa, và còn đau khổ hơn cả chồng chết. Thật ra đời người đau khổ nhất chính là sống, còn khổ hơn là cái chết. Trần Tây Nguyên, tôi không dễ bị người ta bắt dậy đâu. Người thắng cuối cùng vẫn là tôi. Dừng lại, bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống đây. Bình tĩnh đi mà. Bỏ súng xuống. Anh đẹp cô, không sao chứ? Đưa lại. Sao anh không gấp đồ ăn đi? Ăn thêm chút nữa đi. Chồng ơi, em giỏi lắm, cuối cùng em cũng không bị bắt. Sau này chúng ta sẽ sống ở đây thật vui vẻ hạnh phúc, sẽ không còn ai làm phiền chúng ta nữa. Cắt. Quá tốt. Kết thúc. Kết thúc. Cuối cùng đã kết thúc. Kết thúc lần này hả? Rất là cảm động. Hay hơn kết thúc lần trước. Miễn tao tổng dự ý là được rồi. Không có gì nữa, tôi đi nha. Cô ta lại như vậy rồi, Tiểu Dĩ. Chúng ta cùng đi xem lại đoạn phim đi. Được đó. Ông xem trước đi, tôi sẽ quay lại ngay. Đừng trễ quá nha. Thiện. Chuyện gì vậy, anh Triều? Không. Định hỏi cô có xe chở ra ngoài không? Có cần tôi gọi người chở cô không? Không cần đâu. Tôi nghĩ ngoài đó đón taxi cũng không khó. Lúc nãy Tào Tổng cũng rất thích kết cục. Tôi nghĩ lần này chắc là lần cuối cùng chúng ta hợp tác với nhau. Tôi nghĩ đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vậy sau này cô cố gắng chăm sóc bản thân. Anh cũng phải bảo trọng. Anh Tào Tổng, ông sao vậy? Ông không gặp tôi là đã nhớ tôi tới khóc ròng rã vậy sao? Kết cục này đúng là quá thảm luôn. Có gì mà đau khổ hơn sống không bằng chết. Muốn yêu như không thể, hung thủ kết thúc như vậy. Còn đau khổ hơn là phải ngồi tù. Cô Hùng Thượng Thiện làm thế nào có thể viết được tình tiết thê lương như vậy? Đơn giản là cô đang viết về mình. Lần nào cũng tổn thương bản thân. Nè, bỏ điện thoại xuống. Tôi không muốn ai dùng điện thoại trong phim trường. Tôi không phải cố ý đâu. Tào Tổng. Tôi có ý tưởng mới rồi. Nữa hả? Có rồi. Chờ.
Trời, ăn mặc như vậy đi đâu đó? Dự lễ tốt nghiệp tiểu học. Con đi tham gia lễ phát sóng phim Sân Trường 3-1. Thấy sao, tạo hình này của con thế nào? Được không? Chỉ là đi lễ phát sóng phim thôi mà, đâu cần ăn mặc sang trọng tới vậy chứ, đúng không? Đương nhiên phải vậy rồi. Bác sĩ đúng là lễ phát sóng có rất nhiều bạn bè ký giả và minh tinh, có đúng vậy hay không? Đến lúc đó là bị người khác phát hiện tôi đẹp trai như vậy, muốn mời tôi làm nam chính phim điện ảnh, nên giờ tôi phải ăn mặc bảnh bao một chút là đương nhiên. Tôi thông minh mà, phải không? Nếu như bị chị Hai nghe thấy nhất định sẽ ký đầu con, mời làm minh tinh. Chị Thiện có đi không vậy? Chị Hai là biên kịch, sao lại không đi? Má con nói không đi, má không thích chỗ đông người đâu. Nói tới má hả? Má hả? Má lên đây hồi nào sao con không biết vậy? Thì lúc con ở trong phòng vừa thay đồ vừa hát là má tới đó. Má à, thật ra từ đầu tới giờ con không nghĩ sẽ đi lễ phát sóng, chỉ tại Cường Khờ với chú Lan Lan bắt con đi chung. Con muốn đi thì đi đi, đi cho biết với người ta cũng được. Má cho con đi thật hả? Thượng Thiện à. Hả? Chuyện gì vậy ba? Cái bao lúc nãy ba đưa cho con á là thịt heo với thịt bò đó. Nhớ về nhà phải bỏ cho tủ lạnh liền, không bị hư đó nghe con. Dạ biết. Vậy thôi con đi trước nha. Tạm biệt mấy đứa nha. Bye bye. Không biết Thượng Thiện nó có chịu ăn đồ ăn ba mua không nữa. Trời ba ơi, chị Hai lớn như vậy biết chăm sóc cho bản thân mà. Chết rồi. Lúc đầu con còn định không để cho má biết con đi lễ phát sóng phim, nhưng giờ má biết con đi, con đành phải đi thôi. Có phải con rất hư không? Đúng rồi. Cường Khờ nói ở lễ phát sóng có Chu Hi, nữ thần của con đi nha. Nè. Hư quá. Cô ơi, chỗ gần đây có chỗ nào bán đồ ăn không vậy? Chồng ơi, chồng ơi, thì ra anh còn sống, cuối cùng anh cũng về tìm em. Em nhớ anh lắm. Ô cô ơi, cô làm cái gì vậy? Cô ơi, bộ có biết chồng tôi hả? Chồng của cô. 2 năm trước tôi gặp anh ấy ở bờ biển. Lúc đó anh bị thương rất nặng, nhưng sau khi tỉnh lại anh ấy không còn nhớ gì hết. Bác sĩ nói phần não của anh ấy đã bị va chạm vật cứng nên bị mất trí nhớ. Mất trí? Cho hỏi cô có nhận ra tôi không? Thật sự tôi không nhớ gì hết. Hình như là cô vừa mới gọi tôi là chồng hả? Hả? Cổ là vợ anh sao? Anh đã gặp được người trước kia. Vậy anh sẽ rời xa em. Em không thể mất anh được. Không có đâu. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ có mình vợ thôi. Anh không bao giờ bỏ em đâu. Tôi nghĩ tôi nhìn lầm người rồi. Chồng tôi đẹp trai hơn. Thật sự là cô biết tôi? À đúng rồi, ở đây rừng núi hoang vu sẽ không tìm được đồ ăn gì đâu. Hay là vậy đi, tôi có nướng khoai mì, hai người lấy ăn đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Mặc dù người bên cạnh anh không phải là em nữa, nhưng chỉ cần biết anh ở một thế giới khác sống rất tốt, vậy cũng đủ rồi. Anh Võ,
Có phải anh cũng giống cậu ta, ở một thế giới khác không có em, đang sống rất tốt không? Con thật là quá đáng. Con có điên không vậy? Sao đưa cái đĩa như vậy cho má con coi? Có phải con muốn đẩy nó vào chỗ chết hay không? Con cũng đâu biết đâu ông ngoại. Đoạn phim hồi nãy ở lễ phát sóng không có chiếu. Ông nói con biết nha. Nếu má con coi hết cái đĩa này, xảy ra chuyện không may gì á là tại con hết rồi. Ông ngoại, ông đừng đổ hết tội cho con nữa. Bây giờ con rất là sợ. Con đem theo cái kềm làm gì vậy? Cắt đứt cái dây khóa, má con đâu có chịu mở cửa ra đâu. Nhanh lên đi. Ủa, hôm nay má con không có dây khóa. Có vấn đề rồi. Thượng Thiện, con đừng có làm bậy nghe. Má bình tĩnh lên đi mà. Có chuyện gì bỏ dao xuống rồi hãy nói. Bỏ dao xuống hả? Bỏ dao xuống đi mà. Bỏ dao xuống. Sao băm thịt heo được? Băm thịt heo hả? Đúng rồi. Hôm qua ba mua cho con thịt heo rất tươi. Nó con phải ăn lúc còn tươi. Con đói bụng nên định băm thịt heo ăn với cơm. Con tự ở nhà nấu cơm ăn hả? Có gì lạ đâu ba. Phải rồi, ở đây ăn luôn đi. Con chưa vô gạo, nấu luôn phần của ba. Tốt quá má, cảm ơn má. Nói với con sao, con còn dám nói hả? Phòng ngủ của má, cả tháng nay sao con không đổi tra trải giường vậy? Má, tuần trước con mới đổi cho má rồi mà. Con cãi hả? Bây giờ đi đổi liền đi. Còn nữa, cả căn nhà toàn là bụi. Con lo lau chùi dọn dẹp trước đi. Trong vòng nửa tiếng phải xong. Không đừng hòng nghĩ tới ăn cơm, con liệu hồn con đó. Con biết rồi má. Tốt rồi, Thượng Thiện của ngày trước đã trở lại rồi. Ông ngoại à, con vừa mới nhớ má của con ngày trước. Còn không lo làm nữa. Cho hỏi mấy người. Tôi đặt chỗ rồi. Đây nè. À. Mời ngồi. 5.000 chữ. Còn tới sớm hơn tôi nữa. Cô Hùng Thượng Thiện đúng là cô Hùng Thượng Thiện. 5.000 chữ nhiều như vậy chưa gì đã có. Coi như trả cho tình nhân của pháo chi nương AK-47 lần trước. Nếu như không còn gì nữa, tôi nghĩ chúng ta không ai nợ ai ha. Tôi đi trước nha. Ê, nè, đừng đi gấp như vậy. Tôi có chỗ kiếm tiền giới thiệu cho cô. Kiếm tiền? Tôi biết một ông chủ bây giờ muốn quay phim điện ảnh, muốn tìm một biên kịch nổi tiếng giúp ông ta viết kịch bản. Xin lỗi nha. Alo, tìm tôi viết tiểu thuyết 10.000 chữ. Tuần sau đi nha. Ok, về đi, bye bye. Lúc này tới đâu rồi? Viết kịch bản phim điện ảnh, vấn đề tiền bạc thì... Nói thật nha, ông cũng thấy tôi bận biểu như vậy. Nếu giá cả không cao, tôi nghĩ tôi khó mà giúp ông được lắm. Nè, giá tiền này nè. Nói thật nha, viết kịch bản đúng là rất khó khăn. Nếu không có giá này á, tôi nghĩ tôi không giúp được ông đâu. Được, sợ cô quá. Lần này để cô ra giá coi như lấy hên. Ông tin lát nữa gửi hết cho cô nha. Vậy được rồi, tôi đi trước nha. Ok, bye bye. Bye bye. Nè, nhất trí vậy nha. Công ty chúng tôi sẽ ký thêm 3 bộ phim. Tôi sẽ thanh toán cho cô thêm 3 phần nữa. Anh nói sao thì vậy đi. Tối nay em rất rảnh. Lát nữa anh đi đâu vậy? 2 ngày nữa. Cô cứ lên công ty của tôi ký hợp đồng. Vậy đi nha. Nói thật ông chủ là ai vậy? Sao bí mật quá vậy? Lát nữa ông chủ đến rồi, lúc đó sẽ giải thích rõ ràng với cô. Làm phiền cô đợi một chút. Cảm ơn. Triều Dĩ. Trùng hợp vậy? Đúng vậy. Không ngờ lại gặp nhau nhanh vậy. Không biết ông chủ lần này là ai vậy hả? Tôi cũng không biết. Nhưng vì có tiền kiếm nên tới đây xem thử. Nhưng xem ra ông ấy có vẻ rất bí mật. Chắc là một ông trùm rất giàu có rồi. Hai người đó tôi hả? Tào Tổng. Ông đừng nói cho tôi biết ông là chủ của công ty chế tác mới này nha. Đúng vậy. Có phải hai người rất vui, rất ngạc nhiên không? Từ lúc tôi và hai người hợp tác Sân Trường Ba Thiếu Một, trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn, cho nên tôi thành lập công ty chế tác điện ảnh Tào Đạt Qua này, còn mua luôn cả phim trường này nữa. Tôi quyết định phát triển phim bản. Tào Tổng cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Tào Tổng,
Quả nhiên ông biết nhìn xa. Hiện tại có ai mà không thích lên mạng xem phim bộ? Sự phát triển của ngành này chắc chắn sẽ thành công rất lớn. Điều gì? Tôi tính đem phim bạn mà tôi cho quay cho công ty của cậu chế tác. Cô Hùng Thượng Thiện sẽ là tổng biên kịch của chúng ta. Tiếp sau đó thì tôi sẽ quay một bộ phim bạn 80 tập. 80 tập dài vậy sao? Ừ. Thể loại gì vậy? Hey, là tự truyện của tôi. Tôi muốn quay một câu chuyện liên quan đến tôi. Nói tôi làm sao từ một công tử nghèo đói ở đầu đường xó chợ, từng bước đổi đời, vượt qua bao nhiêu gian khó để thành công. Ông nhất định sẽ tổn thất nghiêm trọng. Phải nghe xong, đã muốn xem phim rồi không? Lần chế tác này, tôi không tiếc gì hết. Bất kể cô Hùng Thượng Thiện có cảnh quay nào, tôi đều chịu hết. Quay cảnh gì cũng được phải không? Cảnh vũ trụ có được không? Không thành vấn đề. Bất kể vũ trụ hay là cảnh quay biển đại dương gì đi nữa, hả? Chỉ cần có bối cảnh này, hai người có thể xây dựng bất cứ cảnh nào mình muốn. Không phải chứ, mình nhận công việc này khác nào phải thường xuyên gặp anh ấy. Vậy là cổ phải gặp mình suốt ngày. Có khi nào mình làm cổ phải nghĩ về những chuyện không vui không? Tao Tổng à, chuyện là như vậy. Tôi chưa từng thử quay bộ phim dài như vậy, tôi sợ là...